Xin chào các bạn nhé. Hôm nay gia đình tớ cho các bạn kênh Tuni TV đi xem hoa đào Tết. Những cành đào Tết rất là đẹp, nở rất là đẹp nha. Những cây đào Tết. Bố mày đứng đây bố chụp cho kiểu ảnh nè. Ra lên nha. Bạn ấy được đi thăm vườn đào, bạn ấy rất thích. Đấy, con ra đi. Nhìn thấy hoa đào chưa, đẹp chưa? Vườn đào này trên chậu rất là đẹp. Các bạn nhỏ được đi xem hoa đào thì hãy muốn xem hoa đào thì bố mẹ đi cho đi xem nhá. Chơi Tết nhá. Tạo dáng một kiểu nào, bố chụp cho các bạn một kiểu nào.